với các lựa vật của mình đã làm tôn lên nét đẹp dịu dàng duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh cô luôn có những bạn học sinh đáng yêu trong trang phục váy đỏ, trong đỏ áo trắng được thiết kế với chất liệu vải cốt tông, nhìn đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Áo có thiết kế mới lạ, hai bên đẹp bộ có màu nhảy dài như tình yêu. Đẹp yêu con, âm cần, ba bậc, vỗ ngàn. Với phương châm vui con khỏe
ngày công qua, mẹ đã dạy các con kỹ năng trong cuộc sống. Cùng các con tới trường, nơi đây không chỉ dạy học các chữ mà còn có bao điều hay mới lạ. Các con được thỏa sức thể hiện đam mê và sở thích của mình. Thank you.
trò đang chỉ thấy bà trò đang chỉ chuyển phòng thi trong cuộc áo dài ở những bước đi mềm mại chuyển chuyển ngày đầu tiên đã lựa tông chọn màu chủ đạo trắng kết hợp với màu đen để tạo nên buổi trình diễn thời trang hôm nay một phong cách rất trẻ trung và năng động. Cả ba thu trò đều có sở thích đặc biệt với áo sơ mi nhưng cũng được phối rất tinh tế với chiếc váy sơ mi cùng trắng trong váy không sợ để tạo được sự đa dạng trong phong cách và sở thích khác nhau nên tình tổng thể trang phục rất đẹp và năng động, phải không các bạn? Xin được gửi lời chúc quý vị toàn thể quý vị một lần chúc sức khỏe, chúc các thầy cô giáo trong ngày 20 tháng 11 sức khỏe vui vẻ ấm áp và luôn là người đáng ngờ. Đang tiến vào sân khấu là cô và trò lớp 4A1 mang trên mình trang phục trường học của lớp dịu dàng của cô áo dài và sự lựa chọn xuân về nhất của cô Liên giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1 trong những ngày lên lớp với sự mềm mại quyến rũ của tất cả áo dài cô đã khoác lên mình vẻ đẹp xinh xôi nhất. Chúng ta hãy cùng chia sẻ vẻ đẹp của chị vấn đề xinh xắn này nhé. Cùng cô là bạn Thảo Ti và Gia Bảo, hai bạn cũng đang khoác trên mình bộ trang phục học đường với chiếc áo sơ mi tay cắt váy được may cắt kiểu cùng với chiếc cà vạt nhỏ tươi sáng làm tôn thêm nét đẹp đáng yêu của các bạn trông thật tự tin nhẹ nhàng khi bước đi trong bộ trang phục này. Với trang phục học đường này, các bạn mang đến một thông điệp: chúng ta hãy luôn tự tin để cùng nhau chinh phục con đường học tập. Chúng ta cùng chiếc giữ lại vẻ đẹp của ngày mới trang phục và cô trò lớp 4A1 mang đến trong buổi đi hôm nay. Đang giải bước trên sân khấu là cô trò lớp 3A2 nhập số danh 28. Tôi tắt chơi lại gặp trò với màu sắc xanh đen đậm cùng chiếc cà vạt dễ thương tạo nên sự duyên dáng và đáng yêu của các bạn. Cùng sản xuất với hai bạn là cô ấm ngọc với cả áo dài màu đỏ duyên dáng dễ thương tươi hoa và ấm nắng thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Đây là trang phục mà các cô mặc đầu tiên lên lớp mang nét đẹp riêng của ngôi nhà số 1 thân yêu. Cuối cùng xin kính chúc Tăng Giám Khảo quý thầy cô sức khỏe và có một mùa hướng tươi thật ý nghĩa. Chúc các bạn học sinh luôn thân hoa và học giỏi. Thank you.
Không, không đủ chút thật, trang phục học đường, trang nhã, lịch sự, dịu dàng, năng động, đáng yêu, phụ kê và trò lớp 3A1 để đến phần lễ hội thi là với một thông điệp đó là hãy thoát điên khi nhìn những trang phục gọn gàng, trang nhã, trang phục lịch sự, tươi sáng, thể hiện đúng văn hóa học đường của chúng mình. Các bạn nhé! Nếu như trong áo dài hình ảnh người phụ nữ dịu dàng hơi ấp thì trong trang phục công sở ta lại bắt gặp những hình ảnh trẻ trung năng động và lịch lãm. Sườn trò lớp 5A2 trải qua hàng năm lịch sử và áo dài vẫn luôn là niềm tự hào, là người thân của quốc hồn quốc hồn quốc xứ của người Việt. Và chính là áo dài đó của các phi hình ảnh lịch sử giáo viên dịu dàng hàng năm như một người thể hiện của lớp học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh hôm nay đã chọn cho mình chiếc áo dài trắng chút cao. Điểm nhấn trên đó là hình ảnh núi sông đất nước, có núi có sông, có người đang mang đôi vai cần ra đồng, quan cảnh ra đồng, những hình ảnh rất đổi bình dị mà đẩy lên lòng yêu nước, yêu dân tộc của mỗi con người. Mỗi chiếc áo dài đều mang cho mình một câu chuyện, mỗi niềm gửi gắm. Mỗi chiếc áo dài hôm nay cô giáo gửi đến cho các em niềm tự tin được sống với đất nước Việt Nam yên bình, được hồn nhiên, được học tập vui chơi mỗi ngày với mái trường mến yêu. Đặc biệt bên cạnh cô là hai em học sinh khóc lên mình vừa đi học. Dù đơn giản nhưng những chiếc áo, chiếc quần, chiếc đầm trắng xinh khôi nhưng đó là biểu trưng cho sự thuần khiết hay thơ của tuổi học trò. Đặc biệt được giống như những cô đồ khác nhưng đồng phục học đường từ những cô cậu trải qua tiết học hàng ngàn những kỷ niệm mà con người ta chỉ có thể trải qua một lần trong đời. Hầu cảm thấy có thể bị rối loạn với sự lực lượng của đám học trò nhưng chẳng thể mất đi sự tươi vui và trong sáng. Là cô giáo Nguyễn Thị Tâm và cùng hai trò xinh xắn vô cùng đáng yêu nhí nhặn, Quy Hoạt và Chúc Phụng với số danh 32. Chiếc áo được kết hợp với cả váy xinh xắn, hình ảnh Chúc Phụng đến từ hội thi trong trang phục học đường với chiếc váy xếp ly thuộc phẩm kết hợp với áo sơ mi trắng kèm theo chiếc cà vạt xinh xắn đã tôn lên vẻ đẹp học đường cho hai bạn. Song hành cùng với hai trò đáng yêu là cô giáo Nguyễn Thị Tâm với bộ váy công sở. Một chiếc áo dài tiếp tha. Ba con trò đã đến đến hội thi hôm nay thật xinh đẹp. Cô trò lớp 1A6 gửi đến các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh trường tiểu học số 1 lời chúc cho các thầy cô luôn hoàn thành tốt sự nghiệp chồng người. Các bạn hãy luôn chăm ngoan học giỏi, dành nhiều bông hoa để gửi để dân tặng các thầy cô trong ngày nhà giáo Việt Nam. Nào, chúng ta hãy cùng dành một bó tay thật to để cổ vũ cho cô trò lớp 3A6 các bạn ơi.
việc thực hành các phong tục của mọi người là rất quan trọng đối với các tôn giáo độc đạo và các tôn giáo độc đạo và rất phổ biến trở thành một trang phục phù hợp. Chiếc áo dài không chỉ là trang phục lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hay biểu tượng của người Việt Nam, mà chiếc áo dài trở thành trang phục quân phục của các tôn giáo. Cùng với đó là các cuộc học đường của học sinh ngày hôm nay là đầy lòng cùng khi đi học, khi đến trường học sinh mặc áo trắng thì chiếc váy xếp ly cùng phù hiệu của trường rồi lên một vẻ đẹp phát sáng của học sinh, tuy không quá rực rỡ khởi động nhưng việc áo đồng phục còn rất đẹp và đồng phục không cần còn người mà vẫn đẹp. Xin được mời số nhân 34. Chúng ta cùng chia sẻ vẻ đẹp của cô gái Việt Nam và vẻ đẹp học đường qua phòng dịch vụ học của cô trò lớp hôm nay cùng các bạn cùng học được đặc biệt trên phải có các bạn.